Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình đưa ra cái dòng máy là Dell Latitude 5470. Thì máy này đang được đi Lâm Đồng ha, đi Đà Lạt. Thì đây là trên máy này chúng ta nhìn thấy là một máy này là nặng 1 kg 67, 1,67 kg ha, cũng khá là nhẹ thôi. Thì đây là dòng máy Dell Latitude 5470. Thì dòng máy này thì chúng ta nhìn thấy là nó đang hiện tại đây, đây là một máy cảm ứng đây, máy giao đi là Lâm Đồng ha. Thì giờ mình sẽ mở về cấu hình của máy. Thì máy này đang là máy mã máy là Dell Latitude 5470 nè, và đang được trang bị đó chính là Core i5 6300 2GB 4 2GB ha, và tương đương là 2,5 GB 4 CPU, RAM 8GB DRAM 4. Và đối dòng máy này chúng ta nhìn thấy là có thể auto lên tới là tối đa được 32GB với 2 khe cắm RAM DRAM 4 bus 2133. Ở đây là cạp về màn hình nè, HD Graphics 520. HD Graphics 520 ha. Đây, cảm ứng đây thì các bạn nhìn thấy là cái dòng máy này chúng ta nhìn thấy là cảm ứng thì đẹp giống như một bức tranh vậy á, cực kỳ đẹp ha. Giống như tranh vậy á. Màn hình là độ phân giải đang là Full HD. Thì mời các bạn xem nè, độ phân giải của nó đây. Đây Full HD ha. 1920x1080 Full HD. Khá là đẹp, khá là sắc và nét. Thì cảm ứng này cũng khá là nhạy luôn. Thì đây là mình sẽ nhấp vào đây nè. Nhấp vào computer nè và chọn manager nè. Thì nó sẽ hiện ra này. Thì ở bên chọn, chúng ta sẽ chọn là device manager. Thì đây là mình đang gắn ổ cứng là SanDisk 256GB. Được chưa? 256GB ha. Và đối với trên đây chúng ta nhìn thấy là cái CPU đang là Core i5 6300. RAM của nó đang được là RAM 8GB bus 2133. Cạc màn hình của đây là Intel Graphics HD 520. Thì đây là khách yêu cầu là cái này mình quay lên để mà khi mà mình quá trình mình kiểm tra, mình đóng gói trên một cái máy gửi cho khách ở Lâm Đồng. Đây ha. Rồi, bây giờ mình tắt máy đi nè. Tắt máy đi. Và mở ở phía trong ra. Thì máy này đang được trang bị là cấu hình là trang bị cấu hình của nó là Core i5 RAM 8GB SSD 256GB. Khi mà chúng ta tắt máy rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là đây là chúng ta sẽ lật ngược cái máy này lên. Được chưa? Cấu hình của máy trong đây. Thì đây là máy, những cái mà mình đang tháo ra nè. Đây, thì sau khi tháo ra xong là mình sẽ dán nhãn lại nha, để chúng ta xem cấu hình của nó. Đây là review một máy là 5470, quá trình đóng gói gửi với máy đi. Thì đây, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là trong về máy nè, đây là vị trí của ổ cứng, ổ đi cứng ha. Ổ cứng đây là ổ cứng SSD M2 SATA, được chưa? Và đây là vị trí về pin nè, pin các bạn nhìn thấy nè. Cái quả pin này nó cũng là 62W trên giờ nè, đúng không? Thì pin này cũng khá là tốt đó. Đây, bây giờ là máy là mình có dán tem niêm phong lại nha, đó, trong cái nhìn gửi hàng. Thì đây là cạc, đây là vị trí về pin, pin là 62W trên giờ, pin cũng khá là tốt, pin zin của máy. Và cái thứ hai là RAM đây là RAM 8GB bus 2133, opto lên tới là 8GB 8GB, là 16GB, hoặc là tối đa 32GB 16GB 16GB. RAM 4 nha. Và đây vị trí về như là cạc wifi của nó là wifi chuẩn AC. Đây là ổ cứng ha, ổ cứng SSD. Rồi vị trí về RAM này chúng ta có thể gắn thêm được nữa. Đây là cái khóc ổ cứng, nó có thể gắn được ổ cứng 2.5 hoặc là ổ cứng M2 SATA. Loa đây các bạn. Rồi toàn bộ đây là men, về nó là men rin hết. Bây giờ mình sẽ gắn lại, đóng nắp lại. Và nắp lại thì chúng ta nhìn thấy là dòng máy này á là nó đang là ở đây á, là các bạn sẽ nhìn thấy là đang là Core i5 ha 6300. Rồi mình sẽ khóa lại, và hiện tại đây là mình sẽ dán lại tem nha, dán tem mà mình ký tem trên đây khi mà giao máy cho khách hàng. Thì lúc đó thì chúng ta nhìn thấy là cái chữ ký là nó sẽ đồng nhất với nhau, thì chúng ta sẽ nhận thôi. Đây là máy cảm ứng đang được giao cho khách
8,5 triệu ha. Rồi một chữ dạ đây các bạn, đây là tem đó. Thì hôm nay là ngày tháng 5 nè, ngày ngày nhiêu ta, mùng 7 đi, tháng 5 nè, 7 tháng 5 nè. Rồi ký vào đây, đây toàn bộ về máy đây. Máy là nặng 1,67 kg ha. Thì ở đây các bạn chỉ nhìn thấy là máy cũng khá là đẹp, được chưa, mặt kiếm gương hết đó, giống như một bức tranh. Rồi trên đây thì chúng ta nhìn thấy nè, bàn phím máy mình sẽ bật lên lại để mời các bạn xem trên cấu hình trong BIOS. Nhấn F2 nha. Khi mà chúng ta mở máy lên đó, thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có về như là nhấn F2 để vào trong BIOS. Rồi trên cấu hình của nó đây, RAM 8GB, 256, 6/3 ha. Và gì đây, ở đây nữa là ổ cứng đây, màn hình đang là màn hình Full HD, độ phân giải Full HD nha. Đó, Full HD. Thì đây là cái tem trên đây mình sẽ gắn lại. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ tắt máy, mình đóng gói đi, gửi đi khách hàng nha. Rồi, bây giờ mình đang ra đóng gói gửi khách hàng. Rồi xung quanh về máy đó. Rồi bây giờ mình sẽ đóng gói. Rồi chào chào các bạn. Rồi đây là máy để gửi đây nè, kiểm tra lần nữa ha. Đây là có chữ ký đây, tem mọc nè, thấy không, này có license ha, license 10. Máy đây toàn bộ trên đây. Bây giờ tắt máy đi ha. Đó. Máy đi. Thì máy đây em đây còn ha. Thì chữ ký. Thì giờ cái này là cũng đóng gói nè. Đóng gói cho luôn. Đây. Đây. Cái này là cáp sạc ha. Ở đây cục sạc. Sạc oval nè. Dạ. Dây sạc. Cái này lắp chuột. Cái này là cũng chống sốc. Chống sốc như này chạy đây luôn. Cảm ơn em. Rồi. Đây là đóng gói lại. Rồi bây giờ sẽ đóng gói gửi đi nè. Nha. Đây ha, mã bill.
quá trình gửi là coi như là xong nè. Thì ở đây là có về máy điện thoại rồi. Đây. Người gửi đây. Đây. Thì chị người gửi là tên nhất nè. Đó. Đây ha, bắt đầu gửi. Đây. Rồi, xin chào các bạn nha. Đây là quá trình gửi coi như là đã xong rồi. Thủ chuyển của mình ha. Đây là mình đang gửi ở giao hàng tiết kiệm mà. Rồi, đồng hàng đây. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta những clip tiếp theo.